Cá nhân anh cho rằng nhé, là cái đấy chưa đủ. Cái đấy là một cách học passive, tức là người ta nhồi vào mình nhớ được nhiều thì điểm cao lắm. Ôi, anh đi điểm cao lắm, mình cũng chẳng học mấy nhưng mình nhớ tốt, có Em cái gì thế, em mình nhớ tốt đấy. Nhưng đi làm thì kỹ năng đấy chưa đủ, thậm chí còn là không phải kỹ năng quan trọng nhất. Quan trọng nhất đấy là bản lĩnh, là dám ra quyết định, dám chấp nhận sai. Nó không có tinh thần khai phá, nó không có bản lĩnh, không có dám sợ sai, không dám quyết đoán, là những cái bản lĩnh mà các cụ có. Việc cũng đánh nhau, hồi xưa các cụ có môi trường rất là thử thách rất lớn, nó đánh nhau thì mình không có, thì các cụ tưởng là mình có, đúng không? Hồi xưa mình vừa học giỏi vừa đánh nhau giỏi, tất nhiên là việc đấy định làm được. Thì những ông nào mà phải chấp nhận được ra ngoài đánh nhau ấy, thì đúng cái hội đấy mà lại có bản lĩnh, có thể sao làm cái hội Đông Âu mà về sau này làm được rất nhiều việc lớn ấy, chẳng qua là ông phải tàn vỡ phát cái ống cạnh tranh. Thế là ông để tồn tại được thì nhà nước giải tán thôi, không học bổng không biết gì cả muốn làm. Thì ông ấy có bản lĩnh lắm, ông lại có thông minh rồi, có bản lĩnh. Thì cái yếu tố mà đào tạo về 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 cái tính chủ động này, tính bản lĩnh, dám ra quyết định, dám chấp nhận sai là không khó. Và có thể đấy mới là sự thiếu hụt lớn nhất của giáo dục, đặc biệt là trong ngành hướng nghiệp. Đấy. Thì ông tạo được thì cái này là cái, thì làm thế nào? Bây giờ có rất nhiều cái chương trình ngoại khóa để giải quyết vấn đề đấy. Thế nhưng mà anh thì anh xem chương trình ngoại khóa thì chủ yếu nó rèn luyện thể lực. Cũng tốt. Thể lực cũng cực kỳ tốt rồi, công nhận. Đã mong hay biết cái gì rất tốt rồi, nhưng mà trong cái thời đại internet này thì cá nhân này, cái đối diện với những thay đổi về công nghệ anh cho mới là cái quan trọng, tức là dám thử thách đối diện những thay đổi về công nghệ, không hoang mang. Cái tinh thần đấy thì nó sẽ công nghệ thay đổi kiểu gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Muốn thế là cũng phải rèn luyện từ lúc ngồi trong trường. Chứ bây giờ hỏi ông tổng giám đốc như tôi bảo bây giờ làm bây giờ, bọn chat GPT nó nhảy ra rồi bây giờ làm thế nào hả anh? Thì có giời biết. Bây giờ mình nhảy vào thì mới biết được cái kênh nào nữa đâu. Không thì đợi đi để xem 3 năm nữa xem thằng nào nó chết thì mình từ từ mình sẽ xem. Có ai lựa chọn đúng không? Một ông nhảy vào ngay. Sai để điều chỉnh. Đấy, dùng đi. Thì rất may là anh, cá nhân anh ấy thì được, anh cho rằng là cái bản lĩnh này là mình có được trong cái thời gian mà thực ra mình bị áp đặt, bị buộc phải đi ra nước ngoài rồi làm xuất khẩu phần mềm là phải cạnh tranh, là cạnh tranh toàn cầu, đâu bọn xung quanh nó hổ báo lắm, thì mình thì có lựa chọn là chết hay là phải học cách để mà sống. Nhưng mà vì mình lựa chọn, nếu mà giả sử không phải lựa chọn mà được giao nhiệm vụ nhé, là mình bỏ về rồi đấy, khó lắm. Nhưng mình tự nhận thì bây giờ làm tiếp à, bây giờ bỏ về à, mình xong rồi mình nhận rồi bỏ về thế nào được. Nếu trong công ty anh ấy thì bao giờ khi bất cứ một việc gì mới mà khó thì cái tinh thần xung phong là quan trọng nhất, tinh thần chủ động, tôi sẽ nhận việc này. Sao em bảo như thế thì không không kiểm tra CV à, không test trình độ à? Mình bảo là anh mới bảo rằng là cái thằng mà đã chủ động ấy thì thường nó phải thằng giỏi, thằng dốt nó không dám chủ động đâu, mà kém thì đời nào dám xung nó nhận. Cái ông nó nhận nó bao gồm khả năng lớn, bao gồm người hay nhất của ông chủ nhiệm là ông bỏ cuộc, ông sẽ không bỏ cuộc. Và rất nhiều việc chỉ vì không bỏ cuộc mà thành thôi, Vâng. rất rất nhiều việc. Chứ còn mình cứ ra phát là ôi trời khó lắm, khó lắm, cái đấy thì chẳng khó, nếu mà đi sâu thì cái gì cũng khó. Chúng ta khi mà chúng ta làm những cái việc, và vì thế anh đánh giá rất cao từ kinh nghiệm bản thân mình này, xong đến lúc từ mình phải đẩy ra. Thế còn thực ra nếu mà không có 10 năm ra ngoài, bạn bè anh cũng chưa vừa mới gặp này, mình kể lại câu chuyện, ui dồi ôi không ngờ là mày hổ báo thi, mày tưởng là hiền lắm. Thì tôi ngồi với các ông các bà thì mình thì tôi phải hiền chứ mình có đánh nhau đâu, đúng không? Rồi ngồi toàn bọn nó tao hổ báo như thế, mẹ nó mẹ hở ra là nó gọi là hổ báo quá đáng, hở ra là lấy tiền mình. Em cái hình dung anh cứ nói đuổi sau đánh nó chắc chắn vậy. Bọn em từ quê lên Hà Nội 99,99% là sẽ gặp ngay thằng lừa đảo đầu tiên. Ngược lại thì đối với mình cũng đúng, mình mà sang Silicon Valley thì 99,99% cái người đầu tiên mình gặp là lừa đảo. Em mới sang ấy nhưng mà mày hoặc là chưa biết. Cái khả năng lớn để chúng sao thế nào, người ta mới hỏi thế nào là nó lừa mình, đúng không? Thì anh có định nghĩa, thực ra nó không có lừa đâu, đi nó lừa nó với cái câu trong ngoặc kép thôi, thế là không à. Anh vào thế này định nghĩa cho dễ đi, nếu cứ gặp nhau ôm hôn thắm thiết xong thì thằng nào mất tiền, nếu mình mất thì chứng tỏ là đúng, còn nếu nó mất thì chứng tỏ là mình đúng.
rất dễ. Để thì không sao cả, nhưng chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ mất tiền. Nhưng mà chúng ta đừng biến cái việc mất tiền là thành là thành công. Rất nhiều ông đi sang chụp được cái ảnh về, ui dù em bắt thằng này kia, cái này phải đóng bao tiền. Đóng tiền thì phải thất bại rồi, còn cứ nói làm gì nữa, khổ quá. Nếu mà nó phải đóng tiền thì chụp ảnh mà vĩ đại, mà đóng tiền thì không có chụp ảnh. Nếu đã đóng tiền rồi không có chụp ảnh. Thì đấy là simplify nó lại, tức là làm đơn giản lại để có một cái tiêu chí để mình biết là nếu mà đi ra ngoài va chạm cạnh tranh thì khả năng lớn là mình sẽ bị thua rồi mình lại. Nhưng mà cái đứa chủ động ấy là nó không bỏ cuộc, không bỏ cuộc thì nó sẽ học hỏi từ những cái đó ra. Vì thế anh bảo là cái tinh thần đấy phải được nuôi dưỡng trong trường, mà trong trường lại không có, hiện tại nó chưa có, cái chưa cái học hết học thuộc mười nhỉ. Thì rời thì có gì chủ động đâu, thì hỏi trả lời thôi. Thì cái mơ ước của anh thực sự bọn anh đang thiết kế một cái chương trình đấy, tạm gọi là ngoại khóa nhưng mà bắt buộc. Từ ngoại khóa tức là ngoài cái kia bắt buộc là phải học mỗi ngày, thì lên mạng học 2 buổi 2 tiếng phải lên, tôi tự nguyện không có đâu. Nhưng anh yêu cầu phụ huynh, tất nhiên phụ huynh bảo mình thế, thì nếu phụ huynh ủng hộ, phụ huynh mà ủng hộ cái việc là phải rèn luyện cho một cái thói quen chủ động lên mạng, chủ động tìm kiếm những câu trả lời. Có thể lúc đầu không tìm ra, không sao cả. Vì tốc độ mỗi người chậm nhanh khác nhau. Nhưng mà nó cũng như là bất cứ một thói quen nào khác, nếu mà chúng ta rèn luyện đủ lâu ấy, thì chúng ta sẽ tự nhiên vào cái thói quen. Thì cái chương trình mà bọn anh định là nó cái mục tiêu cuối cùng ấy, là sau 3 năm ở cấp 3, ngày nào cũng lên mạng 1-2 tiếng để học một cái gì đó. Theo chương trình cho trước thì phải kiểm tra, ông cứ bảo nó học, không học thì sao? Phải hỏi, hôm nay học được cái gì rồi? Thì tuyệt đại đa số sau 3 năm thì cái số 80% ấy, thì bây giờ nó chỉ còn độ 4% thôi. Còn lại 4% nó hơi rời tưởng gì. Biết rồi. Cái này tôi lên tôi hỏi này là ra ngay. Nó chỉ cần thế thôi. Thế còn nó chọn cái gì? Lúc đấy là việc của các bạn ấy thôi. Mà anh thì anh nghĩ là với tư cách phụ huynh thì anh nghĩ phụ huynh sẽ rất mừng. Còn phụ huynh lại được trẻ con nó xông ra nó bảo bố mẹ ngồi im đấy để con làm việc này cho thì quý quá. Thì bố mẹ nên là vô cùng cảm động vì con mình nó đã trưởng thành. Đấy. Thì đấy là cái mà em kể, đó là câu chuyện của em là cái sự tương tác giữa phụ huynh và học sinh và cái thái độ đối với việc nghề nghiệp nó là cái gì là quan trọng. Thế còn bây giờ mình đánh giá học sinh thì dốt lắm, hư lắm, rồi là suốt ngày lên mạng chơi. Thế đúng là nếu mạng không biết không có mục tiêu gì thì đúng là lên chơi thật. Đi ra đường mà không mục tiêu thì hiển nhiên nó phải đi chơi chứ còn đi đâu nữa. Đúng không? Thế nhưng mà nếu có mục tiêu thì nó khác. Hôm nay ta phải ra đường, ta phải làm được cái này việc kia thì tự nhiên là cái thói quen đấy nó dần dần là à, điều chúng ta phải chủ động. Nhưng cái đấy là cái sai lầm chứ anh nghĩ rằng cái đấy tự nhiên có. Thế hệ trước có thể. Đúng rồi, mình nghĩ lại tại sao hồi xưa mình lại luôn luôn chủ động như thế, bởi vì thực sự hồi xưa bố mẹ không dạy gì cả thật. Tức là cho ăn xong là hết chuyện. Còn lại là mình tự lo hết. Nhưng bây giờ thì nó không có cái điều kiện như thế nữa. Thực ra là việc điều kiện tốt hơn chứ không phải là thì được chăm lo nhiều quá thì nó mất. Mất đấy, 80% sẽ ngồi y ra. Đợi ai đó nói. Và nếu chúng ta không tác động thì dần dần nó trở thành cái hội bất mãn. Cái gì cũng không ai làm. Sao cái gì? Anh ngửi nhìn thấy nhiều lắm. Gia đình không phải không có điều kiện, có tiền. Nhưng học cái gì ông cũng không phải làm, không đúng sở thích. Rồi không đúng, rồi còn sở thích gì thì không biết. Thì những người lao động như vậy xong lại vào cái công ty thì em bảo còn năng suất lao động gì nữa, đúng không? Thì nó cũng sẽ tốt nghiệp cả thôi, bây giờ có ông nào không tốt nghiệp đâu. Rồi là cũng đi học cả thôi thì 100% rồi trước sau rồi cũng có việc làm hết. Thế nhưng mà như thế là một cái lực lượng lao động rất passive. Thì tất nhiên không bao giờ 100% cả, nhưng anh nghĩ rằng ít nhất nó cũng phải còn độ 50% là active đi, 50% passive đi chứ, 80-90% là cái số active bây giờ anh nghĩ là chỉ độ 5%. Đấy là vấn đề của cái đất nước này, năng suất lao động tất cả đều nằm đấy hết. Chúng ta chỉ dựa vào cái năm ông trên, em cứ đề nghị các trường khoe xem, các trường khoe thành tích bao giờ khoe những cái thằng rất là giỏi, đúng không? Vâng. Thì cá nhân anh cho rằng những thằng giỏi này thì ra nó học trường nào nó chẳng giỏi, đây không phải thành tích của trường. Đấy là do nó đẻ ra nó giỏi, bố mẹ nó khuyến khích nó giỏi. Thế còn cái bộ dự này tuyệt đối không ai nói.
không ông nào sau là được trung bình của trường thôi. Tức là bên hồi trước ở Mỹ cũng có một cái cố gắng để đo cái hiệu quả của trường bằng cái sự tiến bộ của từng thằng một, chứ không phải cho bạn tốt. Thế nhưng mà khó, rất khó, tức là làm sao trong suốt thời gian trường thì thằng ấy bản thân nó tiến bộ lên như thế nào. Đấy, thế là cái thái độ của nó mà nó đã improve được như thế nào. Thì thôi không sao cả, anh thì nghĩ rằng là mình là nước nghèo thì nó có một lợi thế. Nước nghèo thì luôn có lợi thế là ông hungry thật. Đấy, đói thật thì nó động lực mạnh. Nó động lực mạnh hơn đói kiểu Steve Jobs lắm. Đói thật đúng không? Thì cái điểm mạnh của mình chính là đang đói thật. Đang đói thật thì là gọi nói vì đói thật thì đương nhiên nó phải chủ động thôi. Nhưng mà cái đâm ra vấn đề lớn thì lại nằm ở chỗ nhưng ông lại không nói thật. Ông nói thật có điều kiện hơn là làm sao để chuyển đổi những cái đối tượng đấy thành những đối tượng năng lượng tích cực thì nó sẽ, thì mỗi người một tân một tay thôi. Thực ra là bố mẹ gia đình là quan trọng nhất, là phải khuyến khích sự chủ động, yêu chủ động. Đừng bao giờ lo cái việc mà con nó cãi mình quý quá mẹ. Nếu mà nghĩ được, bố mẹ cứ nghĩ được thế là tốt rồi. Ủa rồi tự nhiên nó có ý riêng của nó muốn thế này thế kia, thì mình chỉ phải kiểm tra xem có đúng thật không, ai tuần cho nó cái đó thế thôi, chứ còn như vậy là phải là một vấn đề tốt. Good problem. Yeah, good problem. Nếu mà chuyện nhà nào thì quý quá thì tự nhiên là mọi thứ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.